Xin mời đại biểu Nguyễn Thanh Quang, đoàn thành phố Đà Nẵng phát biểu. Đại biểu G28 Nguyễn Quang Dũng, đoàn Quảng Nam chuẩn bị tranh luận. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, công tác phòng chống tham nhũng đạt được kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, sự điều hành của chính phủ vừa toàn diện vừa có trọng tâm, kịp thời phát hiện các vấn đề quan trọng về đối nội, đối ngoại, các lĩnh vực kinh tế xã hội, do đó giữ được sự ổn định và phát triển của đất nước. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành của chính phủ trong nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhân dân và cử tri rất mong muốn trong thời gian đến tiếp tục sự ổn định và phát triển đất nước theo những kết quả tốt đẹp mà chúng ta đã đạt được. Kính thưa Quốc hội, tôi thống nhất các nội dung của báo cáo chính phủ và đồng tình với các nội dung báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Tôi xin phát biểu một số vấn đề, một số nội dung của địa phương nhưng lại liên quan nhiều đến sự lãnh đạo của Quốc hội và chính phủ. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình quản lý ở các địa phương đã nổi lên những hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, công tác cán bộ. Có thể nói, những sai phạm này có tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Đến nay, đã để lại những hệ lụy to lớn và nhiều khó khăn vướng mắc, rất cần sự quan tâm tháo gỡ của Quốc hội, sự vào cuộc giải cứu quyết liệt của chính phủ. Đà Nẵng không chỉ nằm trong tình trạng ấy, mà còn có điều cử tri và nhân dân hết sức quan tâm, rất lo lắng. Đó là sự chậm trễ kiện toàn vị trí cán bộ chủ chốt, không có chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, thiếu một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Mặc dù đang tập trung khắc phục những khuyết điểm mắc phải trong thời gian qua và nỗ lực hết mình để có thể tiếp tục giữ đà tăng trưởng, phát triển tương xứng với sự phát triển chung của đất nước. Nhưng một số nút thắt mà bản thân Đà Nẵng dù hết sức cố gắng cũng không giải quyết được. Cụ thể, một, từ năm 2000 đến năm 2012, chính quyền Đà Nẵng có chủ trương nếu trong thời hạn 60 ngày mà người dân và doanh nghiệp được giao đất, nộp đủ số tiền thì được giảm 10% trên tổng số tiền phải nộp. Và trong giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định là lâu dài nếu nộp đủ tổng số tiền theo giá đất ở. Đến năm 2012, trong kết luận thanh tra chính phủ đã chỉ ra những sai phạm, đồng thời yêu cầu Đà Nẵng phải thu hồi số tiền 10% đã giảm và điều chỉnh lại thời hạn giao đất cho các doanh nghiệp. Nhưng thực tế cho thấy, có rất nhiều trường hợp người dân và doanh nghiệp đã bán đi, bán lại nhiều lần phần diện tích đất nêu trên. Và thế là những chủ nhân hiện nay, ngoài việc phải mua lại đất theo giá thị trường, vừa phải thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ, vừa phải trả thêm 10% tiền sử dụng đất mà chủ gốc đã được giảm, đồng thời còn phải điều chỉnh lại thời gian sử dụng đất từ lâu dài thành 50 năm. Chính điều đó đã làm giá trị đất, giảm giá trị của đất khi đưa vào sản xuất, kinh doanh, thực hiện các giao dịch tài chính khác như cầm cố, thế chấp, góp vốn bằng giá trị sử dụng đất, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển sản xuất trên địa bàn thành phố. Người dân và doanh nghiệp cho rằng ai sai nấy chịu, sai ở đây là do chính quyền, do đó chính quyền phải chịu trách nhiệm, còn người dân và doanh nghiệp đã lùm đúng theo quy định của chính quyền. Vì vậy, kính đề nghị Quốc hội, chính phủ xem xét có cơ chế xử lý theo hướng chấp nhận cho người dân và doanh nghiệp không phải nộp thêm khoảng 10% tiền sử dụng đất và xem xét đến việc không điều chỉnh thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ lâu dài thành 50 năm. Hay là sau 20 năm tái thiết đô thị, thành phố đã di dời giải tỏa hơn 110.000 hộ dân. Có thể nói đây là sự hy sinh to lớn của nhân dân, đồng hồ chủ trương của thành phố, tự nguyện bàn giao đất, nhà và di chuyển đến nơi ở mới. Rất nhiều hộ gia đình trong số đó có hoàn cảnh hết sức khó khăn, số tiền được bồi thường, hỗ trợ chỉ đủ để xây dựng ngôi nhà để ở mà không đủ tiền để trả tiền đất. Và họ được nhà nước cho nợ tiền đất quy theo giá vàng. 5 năm, 10 năm đã trôi qua, mặc dù rất tiết kiệm nhưng hiện nay còn trên 8.000 hộ dân chưa đủ tiền để trả tiền đất, họ vẫn còn nợ. Nay nhà nước có chủ trương, nếu quá thời gian trả nợ cho phép, thì khi trả tiền nợ đất, phải trả theo giá đất được nhà nước ban hành theo thời điểm mới nhất. Điều đó có nghĩa là người dân phải trả số tiền gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần so với số tiền họ đã nợ, vì giá đất ngày càng tăng, chứ không hề giảm. Cuộc sống của người dân khi di dời giải tỏa vốn đã khó khăn,
nay càng khó khăn hơn vì hy sinh ủng hộ chủ trương chung của thành phố thì nay lại rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, không có cơ hội thoát nợ. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhân dân đề nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép người dân tiếp tục được nợ đất theo quy theo giá vàng như trước đây thêm một khoảng thời gian nữa để họ an tâm làm ăn sinh sống, tiết kiệm tích lũy để trả nợ. Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có nhiều văn bản kiến nghị. Kỳ họp thứ tư vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng đã nêu lên tại phiên thảo luận kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh. Đề nghị Quốc hội và Chính phủ sớm xem xét tháo đáo vấn đề này. Ba là, trong những năm qua, được sự đồng ý và cho phép của Chính phủ, Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng một số công trình phục vụ cuộc sống chung của người dân, tiêu biểu là công trình nút giao thông khắc mức ngã Bao Hé với tổng trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng từ ngày 29 tháng 3 năm 2015. Mặc dù đã sử dụng hơn 3 năm qua, nhưng đến nay Chính phủ vẫn chưa cấp kinh phí để trả cho doanh nghiệp. Điều đó ảnh hưởng rất lớn cho doanh nghiệp, gây khó khăn cho doanh nghiệp vì không có vốn để sản xuất kinh doanh, đồng thời ảnh hưởng lớn đến uy tín của Chính phủ và chính quyền địa phương khi ký kết với doanh nghiệp cam kết sẽ thanh toán cho họ trong thời gian ngắn sau khi làm xong công trình. Về vấn đề này, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình. Sau đó, ngày 20 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 13501 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thanh toán vốn cho dự án nút giao thông cấp mức ngã Bao Hé thành phố Đà Nẵng. Theo đó, giao Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông Vận tải theo quy định. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa được trả nợ. Kính mong Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quan tâm sớm bố trí kinh phí trả nợ cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu.